Quang Hải và Văn Phong. Rất chính xác, 3-0 cho Hà Nội. Pha ghi bàn đầu tiên của Quang Hải trong màu áo mới của Hà Nội. Đường truyền của Quang Hải rất hay, có thể sút ngay. Góc sút đã hẹp đi rồi. Sút bóng không vào. Pha dứt điểm của Quang Hải. Quang Hải vẫn thiếu một chút cảm giác và sự chính xác ở những pha dứt điểm. Một cú ghim để có thể tạo ra một siêu phẩm, nhưng cảm giác bóng chưa thật tốt. Trọng tài Ngô Duy Lân rất quyết đoán. Chúng ta xem lại tình này. Đúng là một lỗi của Zaha. Trọng tài Ngô Duy Lân đứng rất gần điểm va chạm. Một ngày mà Suchet để lại dấu ấn rất rõ. Anh đã lập cú đúp và bây giờ mang lại quả penalty cho câu lạc bộ Hà Nội. Thì đội bóng của Thạch Bảo Khanh lúc này có vẻ như đã mất kiểm soát. Cầu thủ Viettel phản ứng, tuy nhiên theo chúng tôi trọng tài Ngô Duy Lân đã xử lý chính xác. Một tình huống không cần phải trách va. Cơ hội được trao cho Quang Hải để anh có bàn thắng đầu tiên khi trở lại V-League. Quang Hải và thủ môn Văn Phong. Bùi Tiến Dũng, đội trưởng Viettel vẫn đang phàn nàn. Trọng tài vừa rút ra một thẻ vàng. Zaha bình thường là cầu thủ bình tĩnh. Tuy nhiên trước áp lực và tốc độ của Suchet thì anh vừa rồi cũng đã mất bình tĩnh. Cơ hội tuyệt vời để Quang Hải lập công. Quang Hải và Văn Phong. Rất chính xác, 3-0 cho Hà Nội. Pha ghi bàn đầu tiên của Quang Hải trong màu áo mới của Hà Nội. Cửa vô địch của Hà Nội lúc này rất sáng. Cái đây tròn 20 năm Hoàng Anh Gia Lai cũng đã vô địch V-League khi vừa lên hạng. Cú đá chìm mạnh và Văn Phòng đã mất phương hướng. Động tác chạy đà Quang Hải rất kín.